Cô Trang xin chào các bạn. Các bạn hãy nhìn xem hôm nay cô Trang mang đến điều gì cho các bạn nhé. Đây là gì đây các bạn? Đây là hàng rào đấy các bạn. Hàng rào này của cô gồm có những đoạn thẳng đứng và những đoạn thẳng nằm ngang đấy các bạn. Với những đoạn thẳng đứng và những đoạn thẳng nằm ngang này thì cô cắt được khoảng 10 cm đấy các bạn. Với hàng rào này hôm nay cô Trang sẽ hướng dẫn cho các bạn cắt đoạn thẳng dài 10 cm nha các bạn. Trước tiên muốn làm được cắt đoạn thẳng dài 10 cm thì các bạn cần chuẩn bị vật liệu như sau. Một cây kéo, giấy màu, một chai hồ. Bây giờ chúng ta cùng làm với cô Trang nhé các bạn. Trước tiên cô sử dụng một tấm giấy màu màu xanh. Các bạn thấy là đây cái giấy màu của cô đã có những cái ô sẵn bây giờ nè. Rồi cô đã nhờ các bạn có thể nhờ ba mẹ của mình nè đo khoảng 10 cm và cắt sẵn giống như cô vậy nha các bạn. Rồi sau đó mình sẽ quy ước là chiều ngang mình sẽ là quy ước 2 ô nha các bạn. Bây giờ các bạn hãy quan sát xem cô cắt như thế nào ha. Tay phải cô cầm kéo và tay trái cô sẽ cầm giấy màu. Cô sẽ cắt 2 ô. Như lưu ý là các bạn có thể là tùy theo khả năng của mình có thể cắt được 2 ô hoặc là các bạn có cắt không đúng 2 ô cũng được, tùy theo khả năng của các bạn ha. Mình cứ cắt thẳng đến cho hết cái tờ giấy màu của mình ha. Rồi thế là cô đã hoàn thành cắt được một đoạn thẳng dài 10 cm rồi đó các bạn. Rồi ở đây cô sẽ cắt 3 đoạn ha các bạn. Tiếp theo cô cũng như thế, cô cũng cắt những đoạn thẳng dài cũng chia làm 2 ô luôn. Rồi cô cắt thẳng. Rồi cô đã được 2 đoạn. Rồi đoạn thứ 3. Nhớ là mình cắt theo khả năng của mình thôi ha các bạn. Các bạn có thể là cắt không theo 2 ô cũng được. Rồi cô đã cắt được 3 đoạn thẳng rồi. Sau đó cô sẽ dùng giấy màu vàng, cô cũng đo khoảng 10 cm. Và lần này thì cô sẽ cắt 1 ô. Chiều ngang là cô sẽ cắt 1 ô thôi ha các bạn. Mình cũng vậy, mình sẽ cắt theo khả năng của mình. Có thể các bạn không cắt theo 1 ô cũng được. Cắt đi một đoạn thẳng dài. Rồi cô đã được một thẳng nhỏ. Rồi bây giờ cô cắt tiếp theo thành một đoạn thẳng nữa ha. Bạn là nhớ đi mình cắt cái kéo từ từ thôi. Rồi cô đã hoàn thành rồi. Bây giờ với những đoạn thẳng này cô sẽ hướng dẫn các bạn là dán hàng rào ha các bạn. Trước khi dán thì cô đã chuẩn bị một tờ giấy rồi. Với những cái đoạn thẳng hồi nãy vừa cắt đó, cô sẽ dán hàng rào. Rồi đầu tiên cô sẽ dùng cái khoảng hàng rào hồi nãy là khoảng 2 ô đó, to hơn 1 ô hồi nãy, thì cô sẽ dán chiều đứng ha các bạn. Rồi cô sẽ đặt chiều đứng và cô sẽ dùng chai hồ cô dán vào. Bôi hồ đều nha. Rồi sau đó các bạn sẽ đặt một đoạn thẳng đứng. Rồi thế là cô đã được một đoạn đầu tiên rồi đó các bạn. Tiếp theo cô cũng sử dụng giấy màu xanh luôn, cái đoạn thẳng hồi nãy luôn. Rồi cô cũng bôi hồ. Nhớ là các bạn phải bôi cho đều. Rồi. Và nhớ là khi mình dán thì mình sẽ canh cái khoảng cách cho nó đều đều nhau để cho cái hàng rào của mình được đẹp nha các bạn. Rồi cô đã dán được đoạn thứ 2 rồi đó.
Cái đoạn thứ ba cũng tương tự như thế. Nhớ là canh khoảng cách cho đều nhau. Rồi, thế là cô đã dán được những thanh đứng rồi đó. Rồi, tiếp theo những thanh ngang thì cô sẽ sử dụng giấy màu hồi nãy vừa cắt đó, giấy màu vàng. Cô sẽ dán những thanh ngang nha. À, các bạn cũng canh sao cho đều cái hàng gà cho nó đẹp nha các bạn. Cô đã dán được cái thanh đầu tiên rồi đó. Rồi tiếp theo mình cũng làm như thế. Bôi hồ cho nó đều các mặt. Rồi đó. Thế là cô đã hoàn thành xong hàng gà rồi đó các bạn ơi. Các bạn ơi, khi các bạn cầm kéo cắt thì nhớ là các bạn phải nhờ cha mẹ mình quan sát giúp mình nhé. Và khi cắt thì các bạn nhớ là cắt cẩn thận và cắt từ từ. Cắt xong thì các bạn nhớ là để kéo đúng nơi quy định nè. Và khi cắt thì các bạn không được đùa giỡn nha các bạn. Với video này, cô Trang hy vọng là các bạn có thể rèn được kỹ năng cắt nè, kỹ năng dán và tạo ra những sản phẩm đẹp nha các bạn. Cô Trang xin chào tạm biệt các bạn.